Hello, xin chào cả nhà nha. Em quá chuyên gia bán đồ cho dùng ngồi điện Nhật ha. Em gửi lời chúc sức khỏe cả nhà được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Con này giờ nó đang bị lỗi một cái đĩa MIDI, một cái băng nó không quay ha. MIDI thì nó không vô đĩa, đài thì chỉ được bắt được 80 ha. Còn AUX với CD thì quá tệ, quá chuẩn luôn. Mấy con này đĩa ghi luôn nha quý khách, CD ghi luôn nha. Con này ghi đại, ghi đĩa đồ, nói con này mà sửa được hoặc là full chức năng là ngon lắm á. MIDI ghi được, đài ghi được, đĩa ghi được, quá trời hay luôn. Mà bị lỗi rồi. Đây ha. Hiện giờ em đang hát ngõ AUX nè. Đĩa đút vô nó không vô nè. Không chịu vô ha. Băng thì nó không quay ha. Rồi mời quý khách thưởng thức AUX trước đi. Những khi nghe tình reo gọi một lần thôi, xin người hãy đến bên tôi. Nét môi ưu buồn hoang phế, bước chân não lề. Giờ mình chuyển qua CD ha. Có mắt đĩa này tốt. Rồi mời quý khách thưởng thức. Tình trạng máy nó thì em đã nói với quý khách ok như gan vậy. Con này em bán giá là 550 ngàn, chưa bao gồm phí ship và dây nguồn ha. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.